Để ít hôm nữa thì tôi sẽ chế cho cái bộ này một cái trụ và tôi sẽ hàn thử cho quý vị xem. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Thì ngày hôm nay tôi vừa mới nhận được một chiếc máy hàn xeo bin, hay còn gọi là hàn chập. Thì thấy nó cũng đẹp cho nên là tôi cũng view cho anh em xem cũng như là quý vị cùng tham khảo. Nhìn trực quan thì khi mới nhận nó khá là đẹp quý vị ạ. Cân nặng thì tôi quên chưa cân. Nhưng mà đây là phần mặt của nó này. Phần tiếp xúc rất là to, rất là khỏe. Và đây là phần cắm dây nguồn và công tắc. Cảm quan tôi nhìn thì nó khá là hấp dẫn. Để lát nữa tôi tháo ra để cho quý vị xem ở bên trong. Ở đây như quý vị thấy là ngang của nó là 26 cm. Đây, tôi đặt cái thước góc này thì quý vị nhìn thấy rõ hơn. Phần dọc là 18 và nó có chiều cao là tương đương với 11 cm quý vị. Rồi thì bây giờ tôi sẽ cấp nguồn thử. Bây giờ tôi sẽ bật công tắc lên này. Đấy. Thì đây là mạch tham, còn đây là công suất. Rồi thì bây giờ tôi sẽ tháo nó ra. Trước khi tháo thì tôi cũng khoe luôn với quý vị là tôi đã đặt được một bộ cân lực. Bộ cân lực này thì tôi được tư vấn là nó chạy khá là hiệu quả, mặc dù là nó nhỏ thôi, nó rất là nhẹ. Nhưng mà nó đủ cái lực mà nó đẩy nhá, không phải là nó nhẹ mà nó yếu đâu. Bộ cân lực này như tôi cảm quan tôi đánh giá thì khá là ok. Rồi thì bây giờ tôi sẽ tháo cái bộ hàn này ra. Đấy. Phía bên trong của cái bộ máy hàn này thì tôi thấy nó cũng đơn giản thôi. Đây là bộ phe, đây là mạch tham, một cái biến áp để cấp nguồn cho mạch tham. Và thường thường thì chắc là anh em sẽ quan tâm nhiều đến cái cục biến áp này. Thường thường là biến áp lò vi sóng, thì tôi sẽ view lại gần hơn nữa. Trông nó rất là chất nha quý vị. Vâng, thì cảm nhận của tôi ban đầu về chiếc máy hàn này thì thứ nhất là về hình thức. Nó khá là nhỏ gọn và như tôi nhìn thấy cái bộ phe này thì nó khá là chắc chắn. Rồi như vậy là cùng với bộ cân lực này thì tôi hy vọng đây sẽ là một chiếc máy hàn mà ngon, bổ, rẻ, đặc biệt là khỏe. Thì nãy giờ tôi cũng chưa tiết lộ giá của cái bộ này cho quý vị. Thì nhân đây thì tôi cũng xin nói luôn là bộ này tôi mua 1 triệu 8. Nếu quý vị nào mà quan tâm thì tôi sẽ gửi cái đường link cho quý vị mua nhé. Và cái bộ cân lực này tôi cũng đặt mua của một bác khác, nhưng mà cảm quan tôi thấy rằng là nó rất là chuẩn nhé. Đấy, như các bạn nhìn cái khe hở của cái kim hàn này và cái toàn bộ cái khe hở phía dưới này nó cực kỳ chuẩn luôn, nó đều. Thì bộ này tôi mua là 600k, cả ship nữa thì hình như là 650 thì phải. Và tôi rất là kỳ vọng ở cái bộ này, nó cho ra một cái mối hàn mà cực kỳ đẹp. Để ít hôm nữa thì tôi sẽ chế cho cái bộ này một cái trụ và tôi sẽ hàn thử cho quý vị xem. Thì hôm nay tôi có nhận được một cái bộ giá đỡ cho máy khoan. Thì trước đó tôi đã bóc nó ra rồi và bây giờ tôi sẽ mở ra để quý vị cùng tham khảo nhé. Đây là phần dụng cụ phụ này, gồm 4 miếng nhựa và một con ốc, một cái lục để mở ốc. Rồi. Đây là phần trụ. Phần trụ này tôi cảm giác như rất là cứng nha quý vị. Đây. Nó khá là dày, 1 ly 2 nha quý vị. Đây. Đây là phần chân đế. Phần chân đế này thì theo như cảm quan tôi nhận thấy nó cũng nhẹ nhưng mà nó là hợp kim nhôm. Đây là phần tay cầm này quý vị. Cái tay này để bẻ xuống bẻ lên này. Cái phần này tôi rất là ưng nha. Nó dày lắm quý vị ạ. Và nó rất là bóng nữa. Đấy, quý vị có thể xem. Nó dày 4 ly nha các bạn. Đây là cái phần chính để chúng ta bắt cái máy khoan hay motor vào đây. Và đây, cái phần thép này của nó cũng khá là dày luôn. Và tôi nghĩ rằng là cũng là 4 ly thôi quý vị. Chuẩn 4 ly luôn. Rồi, đầu tiên thì tôi sẽ cho cái trụ này vào. Quý vị căn làm sao để cho nó vừa vừa tầm xuống dưới thôi. Đó.
Đây tôi sẽ cho cái phần trụ này vào nữa. Cái phần khớp này thì nó lúc lắc này, quý vị hãy nhớ là căn cho nó thật chuẩn nhá, nó mới lên. Rồi thì bây giờ tôi sẽ lại phải lấy cái phần ốc này ra. Rồi ok, như vậy thì tôi cũng vừa mới lắp xong cái giá đỡ này. Vâng, như vậy thì tôi cũng vừa mới lắp xong cái bộ này. Và đây mời quý vị xem này. Đây là tôi lắp thử cái motor này vào để mô phỏng cái máy khoan nhé. Đấy. Thì ở video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn cách chế bộ trụ cho cái bộ cân lực này. We'll be right back.
Thank you.